chào các bạn. Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 7 tháng 7, đơn vị thi công tiếp tục tiến hành kéo và hoàn thiện cáp dây văng số 43 và 44 phía bên quận 1. Như vậy, trong tuần này, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện bộ cáp dây văng số 11. Theo ghi nhận của chúng tôi, đơn vị thi công vẫn cố gắng duy trì tiến độ ở mức tốt nhất. Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, đơn vị thi công cũng gặp không ít khó khăn về nhân công và điều hành công việc. Đơn vị thi công cho biết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm đưa công trình tuyệt đẹp này vào khai thác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tiến độ công trình, các bạn chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Chúc các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe và an toàn. Sau đây là những hình ảnh mới nhất ngày 7 tháng 7 về cầu thủ Thiêm 2. Mời các bạn xem video vui vẻ.
Thank you.